Chào các bạn học sinh. Thầy đã có mặt và bây giờ là 9 giờ 2 phút mà chúng ta sẽ cùng nhau học bài. Hiện nay thì ở ngoài phòng khách con trai thầy đang hơi khóc một chút, có thể là chúng ta nghe thấy tiếng khóc của em. Cái phòng này là phòng làm việc và nó cách âm không được tốt lắm nên là có thể là các bạn sẽ nghe thấy tiếng khóc của con thầy. Không sao cả, chúng ta vẫn có thể học được đúng không? Rồi, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học một cái bài toán lớp 6. Lâu lắm rồi mới được gặp lại các bạn học sinh. Ở đây hầu hết là các con năm ngoái chúng ta học cùng thầy lớp 5 ôn thi lên lớp 6. Đúng nào, bây giờ gặp lại các con không biết là các con đã vào học trường nào, cấp 2 nào rồi. Đúng không? Chúng ta vào học trường cấp 2 nào rồi, các bạn có thể comment cho thầy biết là bây giờ con học cấp 2 nào. Hà Nội Amsterdam hay là ngôi sao Archimedes, Lương Thế Vinh, Nguyễn Tất Thành, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân, vân vân. Có rất nhiều những cái trường tốt và thực ra trường nào cũng tốt nếu như chúng ta biết cố gắng tự giác học tập và nỗ lực không ngừng. Thực ra cái việc mà kết quả các con thi vào cấp 2 chỉ là một phần và nếu như bạn nào không may mắn thì không đỗ, chúng cũng đừng có chán nản lâu quá. Và cũng đừng có nản lòng, cơ hội vẫn còn ở phía trước và còn rất nhiều. Chúng ta mới chỉ trải qua một cấp học thôi. Trước mắt chúng ta là cấp 2 và cấp 3, rồi còn đại học nữa. Nên là những cái năm cấp 2 này, thầy rất mong là chúng ta sẽ cố gắng chăm chỉ học tập, tự giác học bài và có đẩy đề cao cái tinh thần tự học. Tức là chúng ta nên tự đọc sách, tự tìm tòi, chúng ta hạn chế dành quá nhiều thời gian để đi học thêm và giải bài tập như một cái máy. Đối với chương trình toán cấp 2, con lưu ý là từ lớp 5 lên lớp 6 là có một cái sự chuyển giao về cái việc học. Các con cũng phải để ý một chút. Đó là chúng ta sẽ phải trình bày tự luận rất nhiều, đặc biệt là đối với môn toán và các môn khác cũng vậy. Tiểu học thì chúng ta thi trắc nghiệm, đúng không? Chúng ta thi trắc nghiệm và có rất nhiều những cái bài, thậm chí là có những bạn không làm được hoặc là làm được nhưng mà không cần trình bày, vèo cái là xong. Nhưng lên lớp 6 thì không có chuyện như vậy nữa. Lên lớp 6 chúng ta sẽ học rất nhiều liên quan đến tự luận. Bây giờ chúng ta sẽ vào bài học nhá. Đối với các bạn lớp 6 thì tinh thần tự học cũng tốt rồi nên là thầy mong muốn là chúng ta sẽ tự giác làm bài tập hoặc là tự giác download phiếu bài về. Bây giờ thầy sẽ cùng nhau thầy có hỏi chúng ta là đã học về lũy thừa chưa? Bạn nào chưa thì nên mua sách giáo khoa học hoặc là lên Matic. Chúng ta có thể lên Matic. Matic thầy có dạy theo chương trình sách giáo khoa và có chương trình nâng cao để chúng ta học. Và trước hết chúng ta sẽ có cái khái niệm về lũy thừa. Trước hết là chúng ta thấy này, hồi cái lớp lớp 2 ấy, chúng ta học ví dụ như là lớp 2 à, chúng ta có 2 cộng 2 cộng 2 cộng 2. Ví dụ thế. Thì thay vì việc là viết một tổng gồm nhiều số hạng giống nhau, người ta sẽ viết nó thành là 2 nhân lên 4 lần. 1, 2, 3, 4. Đó. Như vậy bản chất phép nhân là cách viết gọn lại của phép gì? Phép cộng. Đây là xét trong tập hợp số tự nhiên. Và hiện tại chúng ta cũng chỉ làm việc liên quan đến tập hợp số tự nhiên thôi nhá. Rồi tiếp theo. Thế thì bây giờ đây là lớp 2. Đấy. Lớp 2. Thế sau đó lên lớp 3, lớp 4, lớp 5 chúng ta học về phép nhân. Đấy, học về phép nhân. Đấy, ví dụ nó có phép tính này, 2 nhân 2. Đấy, cái này thì có thể tính được, ai cũng tính được. Nhưng mà nhớ đâu người ta có cho cái phép tính nó cực kỳ nhiều thừa số 2 này. Đấy, nhân 2, nhân 2. Giả sử đây là 2020, thừa số 2. Thì lúc này, các nhà toán học mới xuất phát từ cái nhu cầu thực tế là chúng ta sẽ phải làm gọn cái biểu thức này lại. Không ai đủ giấy hoặc là viết như này, mỗi lần viết như này cồng kềnh quá. Đúng không? Cồng kềnh quá nên là người ta sẽ làm gọn cái biểu thức này lại bằng cách là người ta quy ước với nhau một cái cách viết khác. Người ta sẽ viết cái này thành là 2 mũ 4. Còn cái này người ta sẽ viết thành là 2 mũ 2020. Đó. Như vậy là chúng ta thấy này, nếu mà xét về lịch sử xa xưa của toán học thì chúng ta thấy là toán học xuất hiện sau khi mà con người trong cái lịch sử loài người ấy, thì người ta dùng đến những cái số đếm hoặc là người ta quy ước với nhau các con số. Sau đó dần dần người ta xây dựng ra các khái niệm toán học.
thì toán học xuất hiện là từ cuộc sống mà xuất hiện mà xuất hiện là toán học. Và khi mà toán học sinh ra thì các nhà khoa học, các nhà toán học, hoặc là đầu tiên thực ra là không có các nhà toán học, mà đầu tiên là chính là những con người của chúng ta quy ước với nhau cách viết những cái số này, cách viết những cái ký tự này kia, giống như là số La Mã hay là cái số mà chúng ta viết bây giờ. Thế thì toán học là từ cuộc sống mà ra, và toán học cũng sinh ra và để phục vụ cuộc sống. Vậy thì tất cả những cái khái niệm hoặc là tất cả những cái định nghĩa lý hay là khái niệm hay tính chất vân vân ở trong toán học thì đều được tạo ra để phục vụ một cái mục đích. Thứ nhất là có thể phục vụ trong những cái yêu cầu ở trong cuộc sống, hoặc là sinh ra những cái để cho cái mặt chặt là về cái việc là các thứ nó chặt chẽ trong toán học. Thì lát nữa chúng ta sẽ có một cái ví dụ về cái việc này. Và bây giờ thầy sẽ quay lại định nghĩa về lũy thừa. Thì ở đây thầy có ghi rồi, lũy thừa là gì? A mũ n, đọc là A mũ n, sẽ là tích của n số n thừa số giống nhau. Nhớ cho thầy, ở đây là n thừa số A và phải n lớn hơn không. Người ta không xét n bằng không. Ở đây chỗ này là thầy viết sai, chỗ này phải ký tự là n, n khác không. Có n thừa số A nhân với nhau. Đấy, n thừa số A nhân với nhau thì người ta viết gọn lại thành A mũ n, và n khác không. Bây giờ người ta sẽ đọc là A mũ n. Rồi, người ta quy ước viết như thế. Thế thì bây giờ người ta sẽ đặt tên cho nó. A mũ n, người ta sẽ đặt tên. A này người ta gọi là cơ số. Còn n này người ta gọi là số mũ. Bây giờ chúng ta ví dụ. Ví dụ 2 mũ 3. Đó, 2 mũ 3, đọc là 2 mũ 3 này, nó sẽ là 2 nhân 2 nhân 2 và bằng 8. Đừng có bạn nào nhầm 2 mũ 3 là bằng 6 nhá. Đấy, có rất bạn nhiều bạn nhầm là 2 mũ 3 lại bằng 6. Trời. Có nhiều bạn là nhầm là 2 mũ 3 bằng 2 nhân 3. Tuyệt đối không được nhầm như thế. Thầy biết là rất nhiều bạn học sinh, thầy đã từng dạy rất nhiều bạn học sinh nhầm những cái lỗi rất là cơ bản như thế. Wow, bây giờ 699 bạn rồi. Bao giờ lên 700 có bạn nào chụp ảnh màn hình lại cho thầy nhá. Rất vui khi hôm nay rất nhiều các bạn học. Rồi thì bây giờ bạn nào tính cho thầy 3 mũ 4 nào. Nào chúng ta thử tính 3 mũ 4 bằng bao nhiêu? 3 mũ 4 nào, chúng ta thử tính 3 mũ 4. Bây giờ các bạn lớp 6 mới bắt đầu học nên là thầy sẽ giảng rất là chậm, giảng chi tiết, giảng kỹ để chúng ta hiểu nhá. Chúng ta cần hiểu cái bản chất của nó, hiểu kỹ cái lý thuyết để chúng ta vận dụng. Chúng ta không cần phải chép đâu, nghe thôi. Trong cái file này thầy gửi là có hết rồi. Nào. Bây giờ ai tính cho thầy là 3 mũ 4 sẽ bằng bao nhiêu? Chúng ta thấy là 3 mũ 4 sẽ bằng 3 nhân 3 nhân 3 nhân 3 và bằng bao nhiêu? Bằng 80 gì? 81. Đó, bây giờ chúng ta hiểu rồi này. Thế bây giờ chúng ta thấy 4 mũ 3 này. 3 mũ 4 là khác 4 mũ 3 nhá. 4 mũ 3 là gì? Ở đây là 3 là cơ số, số mũ là 4, còn đây là cơ số là 4, còn số mũ là 3. Cái này sẽ bằng 4 nhân 4 nhân 4 là bằng bao nhiêu? 64. Rồi, như vậy chúng ta đã hiểu là tại sao người ta lại sinh ra cái khái niệm về lũy thừa và lũy thừa là gì. Nhớ là trong cái cách viết lũy thừa này người ta có số mũ là khác không, bởi vì là tích của n thừa số. Như vậy nếu mà không có thừa số nào thì chúng ta sẽ không biết được kết quả nó bằng bao nhiêu. Lát nữa chúng ta sẽ biết kết quả nó bằng bao nhiêu. Còn tại thời điểm này chúng ta sẽ không có A mũ không nhá. Tại thời điểm này là chưa có A mũ không. Rồi, bây giờ tiếp tục. Chúng ta hiểu cái đoạn này chưa? Bây giờ chúng ta sẽ có một số những cái sau khi người ta đã sinh ra những cái khái niệm này rồi. Bây giờ người ta sẽ có một số những cái tính chất. Nào, chúng ta sẽ có một số tính chất. Tính chất đầu tiên hay là một số những cái phép toán ấy. Đấy, thì phép toán đầu tiên là chúng ta sẽ thấy là nhân hai lũy thừa cùng cơ số. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số A mũ m nhân A mũ n. Bây giờ thầy sẽ chứng minh xem là cái này nó sẽ bằng cái gì nhá. Thầy sẽ chứng minh này. Bây giờ chúng ta thấy này, A mũ m. Tất nhiên ở đây là mn phải lớn hơn không nhá. M lớn hơn không? N lớn hơn không? Bởi vì
trong cái lý thuyết của chúng ta là chưa cho phép n bằng không đâu. Đấy. A mũ m sẽ bằng a nhân a nhân a chấm 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 nhân a. Thường ấy thì chúng ta sẽ viết 3 thừa số a, sau đó chúng ta viết 3 dấu chấm, xong chúng ta viết a. Thực ra lên lớp 6 ấy thì người ta sẽ viết dấu nhân, người ta phải dùng dấu chấm thay cho dấu nhân. Nhưng mà tạm thời thì thầy vẫn cứ dùng dấu nhân, bởi vì có thể là nhiều bạn chưa quen. Chỗ này chúng ta thấy đây là m thừa số. Thế còn thầy diễn giải cái a mũ n ra, nó sẽ là a nhân a nhân a nhân chấm 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 nhân a. Chỗ này sẽ là n thừa số. Đúng không nào? Thế bây giờ chúng ta sẽ xét này. Đấy, a mũ m nhân với a mũ n, thì bây giờ thầy nhấc cái này đặt vào đây. Nó sẽ là a nhân a nhân a nhân chấm 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 nhân a. Nhấc cái này đặt vào đây, nó sẽ là a nhân chấm 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 nhân a. Như vậy chúng ta đếm như nào? Chỗ này là m thừa số a, chỗ này là n thừa số a, như vậy chúng ta có m cộng n. Và theo định nghĩa thì chúng ta sẽ viết được a mũ m nhân a mũ n này. Chỗ này là m cộng n thừa số a nên nó sẽ bằng a mũ m cộng với n. Chúng ta chú ý trên số mũ của chúng ta là m cộng n. Tức là cái này phải có là bằng a mũ m cộng với n. Chúng ta lưu ý nhé. Khi chúng ta viết lũy thừa ấy, là chúng ta viết cái số mũ này nó nhích lên cao và nó nhỏ nhỏ hơn một tí. Được chưa nào? Rồi, đó, như vậy là chúng ta đã có tính chất số 1 là nhân hai lũy thừa cùng cơ số. Bây giờ chúng ta sẽ đến với một tính chất nữa. Thì ngược lại của nhân, chúng ta chú ý bản chất của lũy thừa là tích của n thừa số giống nhau viết gọn lại. Như vậy rõ ràng là liên quan đến tích rất là nhiều. Và chúng ta sẽ thấy là nhân và chia nó sẽ đi cặp với nhau. Nên bây giờ chúng ta sẽ thấy là liên quan đến phép chia hai lũy thừa. Nhớ là phải cùng cơ số nhá. A mũ m chia a mũ n. Và tạm thời với kiến thức của chúng ta bây giờ mới lớp 5 đến lớp 6 mới bắt đầu học, thì người ta phải có một cái quy ước là m lớn hơn hẳn n thì mới chia được, là lớn hơn bằng n thì mới chia được, thì a mũ m này. Đấy, ok. Thế bây giờ chúng ta xem xét. Thầy có cái a mũ m nó bằng a nhân a nhân a nhân chấm 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 nhân a. Còn chỗ này là a mũ n nó bằng a nhân a nhân a nhân chấm 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 nhân a. Chỗ này là m, chỗ này là n. Thế bây giờ mình lấy cái này mình chia cái này, thì bây giờ thầy có nhé, a nhân a nhân a nhân chấm 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 nhân a. Được chưa? Đem chia cho a nhân a nhân a nhân chấm 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 nhân a. Chúng ta có chỗ này là m, chỗ này là n. Như vậy thầy gạch đi n thì lúc này nó sẽ chỉ còn lại là a nhân chấm 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 nhân a. Và chỗ này chỉ còn là m trừ n. Vậy theo định nghĩa thì chúng ta sẽ có cái này là a mũ m trừ n. Như vậy chúng ta sẽ có a mũ m chia cho a mũ n sẽ bằng a mũ m trừ n. Nhưng có một cái vấn đề xảy ra ở đây. Có một vấn đề rất là hay xảy ra ở đây. Bắt đầu thầy biết là có một số bạn học, một số bạn thông minh là bắt đầu thắc mắc. Thưa thầy, là ở trên này thầy yêu cầu là số mũ phải lớn hơn không? Đó, ở trên này thầy yêu cầu số mũ phải lớn hơn không? Đúng không? Thế nhưng cớ làm sao mà ở dưới này thầy lại cho cái này m lớn bằng n? Vậy nhỡ đâu m bằng n thì sao? Nhỡ m bằng n thì sao? Rõ ràng là trong cái định nghĩa của chúng ta, người ta không được phép là a mũ không, đúng không? Số mũ của chúng ta không được phép bằng không. Nhưng mà trong cái tình huống này thì lại nhỡ đâu m bằng n thì cái này nó bằng không. Thế bây giờ chúng ta sẽ quay ra một cái vấn đề như sau. Nếu m bằng n thì a mũ m sẽ bằng a mũ n. Và khi đó a mũ m chia cho a mũ n sẽ bằng 1. Hai cái số giống nhau chia cho nhau sẽ bằng 1. Và do đó người ta đưa ra một cái quy ước là a mũ 0 sẽ bằng 1.
Đó, thấy chưa? Rất chặt chẽ. Nhá, toán học người ta đưa ra cái này rất là chặt chẽ. Ở trên này người ta định nghĩa là n phải lớn hơn hẳn không? Đấy, đây này định nghĩa n phải lớn hẳn không? Nhưng qua thực tế người ta thấy là như vậy nếu như mà xảy ra cái phép chia hai cái số mũ đấy bằng nhau, cơ số giống nhau, số mũ giống nhau thì cái thương đấy bằng một, và do đó người ta đưa ra một cái quy ước. Người ta đưa ra một cái quy ước là a mũ không bằng một. Rất hay. Đúng chưa nào? Rồi, như vậy bạn nào các bạn có hiểu bài hay không? Bạn nào hiểu bài thì comment ở phía dưới cho thầy là chúng ta hiểu bài, tính đến thời điểm này là chúng ta vẫn hiểu bài. Nhá. Bạn nào hiểu bài thì comment ở phía dưới là tính đến thời điểm này con vẫn đang hiểu bài. Ok, được chưa nào? Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nào. Như vậy là các con hiểu được là thứ nhất là định nghĩa lũy thừa. Thứ hai là phép nhân hai lũy thừa cùng cơ số. Và thứ ba là phép chia hai lũy thừa cùng cơ số. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thấy một cái kết quả nữa. Đó là lũy thừa của lũy thừa. Như thế nào là lũy thừa của lũy thừa? Bây giờ chúng ta có này. Phải có nhá. A mũ m, chúng ta chú ý có một cái ngoặc như này. Đấy, có một cái ngoặc như này. Thì chúng ta hiểu này, lúc này cái thằng này A mũ m này là cơ số. A mũ m là cơ số. Đúng không? Thế còn n này là số mũ. Được chưa? Thế như vậy bây giờ thầy sẽ viết nó thành là gì? Nào, thầy sẽ viết nó thành cái gì? Bây giờ các bạn chú ý, thầy sẽ viết là A mũ m tất cả mũ n, thầy sẽ viết thành là A mũ m nhân A mũ m nhân A mũ m nhân chấm 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 nhân với A mũ m. Tất cả là bao nhiêu lần? N lần. Đúng không nào? Tất cả n lần. Rồi, vậy điều gì xảy ra nào? Bây giờ thầy thấy nhá, mỗi một cái thằng A mũ m này thầy sẽ viết thành là A nhân với A nhân chấm 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 nhân A m lần. Sau đó anh kia lại là A nhân A nhân A nhân chấm 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 nhân A cũng m lần. Cứ như vậy. Đúng không? Anh cuối cùng A nhân chấm 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 nhân A cũng là m lần. Và có bao nhiêu lần m như thế này? Có n lần. Và chúng ta đếm xem nào, có tất cả bao nhiêu thừa số A. Chúng ta sẽ có là A mũ m nhân n, có m nhân n thừa số A. Như vậy, cái này người ta gọi là lũy thừa tầng. À không không, thầy không, xin lỗi. Cái này gọi là lũy thừa của một lũy thừa. Tức là A mũ m đóng mở ngoặc tất cả mũ n sẽ bằng A mũ m nhân n. Và đâu đó người ta còn viết là mn như này luôn. Là thể hiện là phép cái sau này người ta cái dấu nhân này này người ta thay thành dấu chấm, sau đó là hai cái ký tự gần nhau như này người ta bỏ luôn cái dấu chấm đấy đi. Đấy. Rồi, thế bây giờ thầy sẽ quay lại. Có một cái nữa chú ý. Có một cái chú ý. Cái này là lũy thừa của lũy thừa. Còn nếu viết như thế này, A mũ m mũ n mà không có ngoặc ấy thì cái này người ta gọi là lũy thừa tầng. Kiểu như là xây nhà tầng ấy. Lũy thừa tầng có nhiều tầng thì đối với cái lũy thừa tầng này chúng ta phải tính cái bên trên này trước, phải tính cái này trước, tính cái lũy thừa bên trên này trước. Rồi thế bây giờ các bạn thử tính cho thầy, chúng ta có một cái ví dụ tính cho thầy hai mũ 3 rồi mũ 2 này, tính hai mũ 3 mũ 2 bằng bao nhiêu và tính cho thầy hai mũ 3 mũ 2 này. Đó, tính cho thầy nào. Nào, bây giờ các con tính cho thầy hai mũ 3 tất cả mũ 2 và tính cho thầy là hai mũ 3 mũ 2. Đây là lũy thừa của một lũy thừa. Đấy, còn cái này là lũy thừa tầng. Nào, xin mời. Chúng ta tính cho thầy nào. Nào, đây là lũy thừa của một lũy thừa, còn đây là lũy thừa tầng. Bây giờ chúng ta tính cho thầy nào.
Nào, ok, chào Trung Phúc. Trung Phúc bảo là đang nghe thấy tiếng con thầy khóc. Ừ, con thầy rất là hay bệnh thầy, muốn thầy bế, nên là khi mà nghe thấy tiếng thầy ở trong phòng như thế này là con thầy hay đòi mở cửa vào theo dõi. Nhưng mà không sao, thầy đã sẽ sắp xếp được thời gian để dành 1 tiếng mỗi tuần học cùng các con. Rồi. Chào Chi Mai. Chi Mai ra đáp số phương án thứ nhất là 64. Phương án thứ hai là 512. Ok, bây giờ chúng ta nhìn nhé. Cái này chúng ta có hai cách tính. Cách 1 là thầy tính 2 mũ 3 trước. 2 mũ 3 là bằng 8. Sau đó thầy tính 2 mũ 3 tất cả mũ 2 thì nó bằng 8 mũ 2 và bằng 64. Còn cách 2. Cách 2 này, cái con này là thầy sẽ dùng luôn cái lũy thừa của một lũy thừa là 2 mũ 3 tất cả mũ 2 thầy sẽ cho thành là 2 mũ 3 nhân với 2. 2 mũ 3 nhân 2 nó chính là 2 mũ 6 và 2 mũ 6 là 6 thừa số 2 nhân với nhau, kết quả cũng là 64. Rồi, thế còn câu này. Câu này chúng ta phải chú ý là bước 1 chúng ta sẽ tính 3 mũ 2 trước. 3 mũ 2 thì sẽ bằng 9. Sau đó chúng ta đến với bước 2 là chúng ta tính 2 mũ 3 mũ 2 sẽ bằng 2 mũ 9 và 2 mũ 9 thì bằng 512. Được chưa nào? Rồi, như vậy chúng ta chú ý cho thầy, cái thứ nhất là nhân hai lũy thừa cùng cơ số. Cái thứ hai là chia hai lũy thừa cùng cơ số và cái thứ ba là lũy thừa của một lũy thừa. Wow, chúng ta đang có 796 bạn tham gia rồi. Rất tuyệt vời, bạn nào tí nó capture màn hình 700 cái để gửi cho thầy nhá. Ok, bài số 4. À, ý thứ 4 chúng ta sẽ có là gì nhỉ? Tích. Chúng ta để ý này. Ba cái ý đầu tiên là đều phải cùng cơ số. Tích hai cái lũy thừa cùng cơ số, thương hai cái lũy thừa cùng cơ số, và cái thứ ba là lũy thừa của một lũy thừa thì nó chỉ có một cái cơ số là đầu tiên thôi. Ui, 808 bạn. Thế còn bây giờ chúng ta sẽ có một cái người ta gọi là tích các lũy thừa cùng số mũ, tức là A mũ M nhân với B mũ M. Chúng ta chú ý hai cái này là cùng số mũ. Bây giờ thầy sẽ triển khai ra này. Cái này sẽ là A nhân A nhân A nhân A. Còn anh này sẽ là B nhân B nhân B nhân B. Đúng chưa? Cái này không có gì cả. Nhớ là đây là gì? M. Đây là gì? N. À chết, thầy xin lỗi. Đây cũng là M. Rồi, bây giờ chúng ta chú ý này. À, bây giờ chúng ta chú ý lúc còn là học sinh tiểu học chúng ta cũng biết thừa luôn là một cái tính chất là tính chất giao hoán, đúng không? Đấy, phép nhân có tính chất giao hoán. Vậy bây giờ thầy sẽ ghép này, một anh A với B, lấy anh này ghép anh này, sau đó lấy anh tiếp theo ghép anh tiếp theo. Đấy, được chưa? Cứ như thế. Và đến đây thì một số bạn đã hiểu là tại sao mình phải cùng cái số mũ này rồi, cùng cái số mũ để ghép cho nó vừa đủ. Đấy, lúc này chúng ta sẽ có là m lần, và thầy sẽ tóm tắt cái này lại thành là a nhân b tất cả mũ m. Được chưa nào? Các bạn thông cảm, con trai thứ hai của thầy đang đánh răng, tức là đang lau răng. Em ấy không thích cái hành động đấy của mommy nên là em ấy khóc, thông cảm nhá. Rồi, như vậy chúng ta có tính chất thứ tư. Nhớ lại, bây giờ thầy sẽ nhắc lại bốn cái tính chất đó. Tính chất thứ nhất, A mũ M nhân A mũ N bằng A mũ M cộng N. Nhớ ở đây MN lớn không, đúng không? Sau khi học đến tính chất thứ hai thì bắt đầu chúng ta có thể có thêm cái quy ước là A mũ 0, thì lúc đó chúng ta được phép xét A mũ 0 rồi. Tính chất thứ ba là lũy thừa của một lũy thừa sẽ bằng, có lũy thừa bằng tích của hai cái đấy. Tính chất thứ tư là tích hai lũy thừa cùng số mũ nó sẽ bằng lũy thừa của tích các cơ số. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập một vài bài tập. Đây là dạng thứ nhất. Hôm nay là cái buổi buổi đầu rất là dễ nên là chúng ta cứ bình tĩnh, chúng ta học cho nó chắc. Rồi. Nào bây giờ nha, thầy sẽ bắt đầu chữa một số cái bài tập cho các bạn. Nào, bài số 1. Viết gọn các tích sau dưới dạng bằng cách dùng lũy thừa. 7 x 7 x 7 x 7, chúng ta sẽ có là 7 mũ mấy? Mũ 3.
Super easy. Rồi. 7. À, cái này bắt đầu khó này. 7 nhân 3 nhân 5 nhân 7 nhân 25. Bây giờ mình phải sắp xếp lại đã. 7 này, anh 7 này cho đứng lên trên này. Anh 3 này, anh 5 này, anh 25 này. 25 thầy cũng sẽ tách thành 5 nhân 5. Chú ý nhá, cái 25 này thầy tách thành 5 nhân 5. Và bây giờ thầy sẽ viết một cái điều nữa là thầy cũng sẽ viết cái cơ số nó theo thứ tự tăng dần. Bây giờ là 3 nhân 5 mũ 3 nhân 7 mũ 2. Rồi. Bạn Dương Thành Phú làm rất là tốt. Rồi, ok. Bây giờ chúng ta sẽ có cái phép tính C. Chúng ta cứ bình tĩnh nhé. Bạn nào biết rồi thì chịu khó nghe. Còn là nếu mà chúng ta cảm thấy dễ quá thì chúng ta có thể ao làm việc khác. Xong rồi là hôm nào học có bài khó khó thì chúng ta học sau. Còn hôm nay là dạng cơ bản nên là thầy giảng rất là dễ. Rồi, cái này chúng ta phân tích này. 2 này, để 2 đây. 3 này không tách được, để 3 đây. Nhưng cái 8 này thầy có thể tách thành là 2 mũ 3. Đấy. Nhớ nhá, ở đây thầy có là 8 bằng 2 nhân 2 nhân 2, 2 chính là 2 mũ 3. Thế còn cái 12 này. 12 bây giờ thầy tách này các bạn nhìn nhá. 12 thầy chia cho 2 thì được 6. 6 vẫn chia được cho 2 nên là chia tiếp cho 2 và cuối cùng còn 3 và cái này sẽ bằng 2 mũ 2 nhân với 3. Đấy, riêng cái 12 này thầy viết thành 2 mũ 2 nhân với 3. Bây giờ thầy tách tiếp 24. Thực ra 24 là gấp đôi 12, như vậy nó là 2 nhân 2 nhân 2 nhân 3, nó sẽ bằng 2 mũ 3 nhân 3. Và cái này là 2 mũ 3 nhân 3. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ ghép lại để chúng ta sử dụng những cái tính chất về số mũ, về cái phép nhân, phép chia, lũy thừa. Bây giờ các bạn hãy comment cho thầy biết kết quả nào. Chúng ta hãy comment cho thầy biết kết quả nhá. Rồi, chúng ta comment cho thầy biết kết quả nào. Nào bây giờ thầy sẽ xem comment của chúng ta. Nào. Nào, bây giờ chúng ta sẽ ghép lại nào. Bây giờ chúng ta ghép lại tất cả những thừa số 2 chúng ta đặt lại gần nhau. 2 nhân 2 mũ 3 nhân 2 mũ 2 nhân 2 mũ 3 còn là 3 nhân 3 nhân 3. Rồi, có bạn, bây giờ con của mẹ và bạn Chí là Đức Chí con của mẹ Hảo Phạm, em của anh Duy Anh ra 2 mũ 10 nhân 3 mũ 3. Rồi, bạn Đinh Cúc cũng ra 24 mũ 3 cơ à. Rồi thế từ từ nhá. Bây giờ chúng ta sẽ có này, cái này sẽ bằng là 2 mũ 1. Chúng ta chú ý là thầy viết 2 như này, có nghĩa là nó là 2 mũ 1. 1 cộng 3 cộng 2 cộng 3 là bằng 2 mũ 9 nhân với 3 mũ 3. Được chưa? Rồi, nhưng mà bây giờ thầy có một cái cách khác. Người ta yêu cầu là viết dưới dạng lũy thừa, như vậy thầy cũng có một cái cách khác để viết cái bài này. Các con nhìn nhá. Thầy không cần phải tách ra như thế này, tách ra như thế này là một cách thôi. Còn một cái cách nữa này. 2 nhân 3 nhân 8 nhân 12 nhân 24. Bây giờ chúng ta để ý. 2 nhân với 12 là bằng 24. 3 nhân với 8 cũng bằng 24. Như vậy thầy sẽ viết thành 2 nhân 12 nhân 3 nhân với 8 rồi nhân với 24. Cái này sẽ là 24 nhân 24 rồi nhân với 24 và chúng ta được kết quả là 24 mũ 3. Đó. Không sai đúng không? Vẫn dưới dạng lũy thừa đấy. Chả làm sao cả. Rồi. Ok, rất nhiều bạn làm đúng. Ngoài ra chúng ta còn có những cách khác nữa nhá. Tự tin với mình đi. Ngoài ra chúng ta còn có những cách khác nữa. Rồi, còn cái bài này thì dễ quá. 1 2 3 4 thừa số x như vậy là x mũ 4, 2 thừa số y thành y bình phương. Xong. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với bài toán số 2. Khá là dễ đúng không các con? Rồi. Bài số 2, câu A chúng ta có 2 mũ x nhân với 4 bằng 128. Như vậy chúng ta sẽ suy ra là 2 mũ x sẽ bằng 128 chia cho 4 là bằng 32. Tức là chúng ta sẽ tìm được 2 mũ x 32 này nó sẽ là 2 mũ 5. Vậy chúng ta sẽ suy ra x bằng 5. Khá là dễ. Siêu dễ, đúng không?
Rồi dễ quá, bạn Sơn cũng đúng rồi này, Hoàng Bảo bảo dễ quá, Nguyễn Đức Phương ok, thầy bảo rồi mà hôm nay dễ mà Uyên Nhi này, Đặng Thị Hiền, Dương Thành Phú, Phan Minh Hương, Nguyễn Hồng Phương, rồi ok câu B nào, câu B 2x cộng 1 tất cả mũ 3 bằng 125. Rất đơn giản. Chúng ta thấy này, bây giờ chúng ta sẽ viết cái này dưới dạng số mũ, chúng ta sẽ viết nó thành là 5 nhân 5 nhân 5 là 5 mũ 3. Như vậy hai cái số mũ này giống nhau, tức là cái phần cơ số nó phải giống nhau, như vậy thầy có 2 mũ x cộng 1 bằng 5. Tức là thầy suy ra x bằng 2. Rất là đơn giản, cái này thì ai cũng tính được. Rồi, bây giờ đến với câu C. Câu C là một câu tương đối khó. Câu C là x mũ 15 bằng x. Nào, chúng ta thử giải quyết cái bài toán này. X mũ 15 bằng x. Ở đây, chúng ta chỉ xét đến x là số tự nhiên nhá. Không xét số nguyên, sau này học số nguyên thì chúng ta... Hay là chỗ này người ta còn viết là x thuộc vào tập hợp số tự nhiên n. Đó. Rồi, bạn Chi Mai ra đúng x bằng 0 hoặc 1. Có bạn ra x bằng 2 á, x bằng 2 làm sao được? À chắc là đáp án câu B thôi, còn câu C nào? Câu C có bạn ra là 0. Con của bà mẹ Lan ra là 0. Bạn Lê con của mẹ Lê Lan Anh cũng ra là 0. An Nguyễn ra là mấy? Hữu Toán ra đáp án là 0 hoặc 1. Ok, con vô toán bạn Thảo Thảo ra là 1. Đây rồi. Thầy đã nhận được một lời giải rất hay. Đó là lời giải của Thành Phú. Thành Phú là một gương mặt rất là thân quen. Rất nhiều bạn sẽ không biết cách giải bài này mà cho luôn x bằng 0 thì lại bị thiếu mất x bằng 1, mà cho luôn x bằng 1 thì thiếu mất x bằng 0. Cho cả x bằng 0 bằng 1 thì nữa đâu có còn một cái số x nào nữa thì sao? Vậy bây giờ chúng ta sẽ làm này. Hai cái này bằng nhau, có nghĩa là hiệu của chúng bằng gì? Bằng 0. Và thầy sẽ làm một cái động tác như này, thầy đưa cái x này ra ngoài. Lấy x mũ 15 đưa x ra ngoài tức là chia cho x thì bên trong này còn x mũ 14. X này chia cho x thì còn lại 1, như vậy bằng 0. Chúng ta sẽ thấy như sau. Đây là tích hai thừa số bằng 0. Như vậy để cho nó xảy ra bằng 0 thì một trong hai thừa số đấy phải bằng 0, tức là x bằng 0 hoặc x mũ 14 trừ 1 bằng 0. Và lúc này chúng ta sẽ có x bằng 0 hoặc x bằng 1. Chú ý là ở đây chỉ xét x thuộc tập hợp số tự nhiên thôi nhá. Chỉ xét x thuộc tập hợp số tự nhiên thôi. Rồi, tiếp tục. Có bạn comment bảo sao thầy không ra bài khó hơn thế. Ok, cứ bình tĩnh, từ từ, mới học mà. Các bạn học tốt thì cứ bình tĩnh nhá. Rồi, tương tự cái bài này. Tương tự cái bài này thì chúng ta coi cái x trừ 5 này bằng y thôi, đúng không? Đặt y bằng x trừ 5 thì lúc này nó trở về bài toán là y mũ 4 bằng y mũ 6. Thì chúng ta làm tương tự, chúng ta sẽ suy ra được là y bằng 0 hoặc là y bằng 1. Từ đấy chúng ta tìm được x nhá. Bài đấy thôi, thầy không chữa nữa. Bây giờ chúng ta đến với bài này. Bài này chúng ta có chia hai lũy thừa cùng cơ số 3 mũ 5 chia 3 mũ 3 sẽ bằng 3 mũ 2. Còn cái này, 125 này chính là 5 mũ 3 chia ra cái này bằng 1. Còn cái này, 343 là bằng 7 mũ 3. Như vậy 7 mũ 5 chia 7 mũ 3 là bằng 7 mũ 2. 5 trừ 3 bằng 2 và bằng 49. Còn anh này sẽ bằng A mũ 12 trừ 8 và bằng A mũ 4. Rất là đơn giản. Bây giờ sẽ đến với bài tiếp theo. Rồi. Bây giờ thầy sẽ có cái bài số 4 khó hơn. Chúng ta sẽ làm nhanh bài số 4 sau đó chuyển sang dạng thứ hai. Rồi, bài số 4. Ui, 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 ui. Tính cái biểu thức khó phết đấy. Này, biểu thức A này. 2 mũ 10 nhân với 13 cộng 2 mũ 10 nhân với 65 đem chia cho 2 mũ 8 nhân với 104. Vậy trước hết là chúng ta thấy anh này 2 mũ 10, anh này 2 mũ 10. Chúng ta đưa 2 mũ 10 ra ngoài. Chỗ này là 13 cộng 65 chia cho 2 mũ 8 nhân với 104. Và chúng ta sẽ thấy này. Cái là 2 mũ 10 nhân với 78 chia cho 2 mũ 8 nhân với 104. Chúng ta lưu ý, thầy sẽ lấy 2 mũ 10 này chia cho 2 mũ 8. 2 mũ 10 đem chia 2 mũ 8 thì còn lại là 2 mũ 2.
Đó, 78 và 104, bây giờ chúng ta hãy nghĩ xem là 78 chia 104 thì có rút gọn được hay không? Chúng ta chia cho 2 thì cái này còn 39, chia cho 2 thì cái này 52. Sau chia được cho 13, à chia được cho 26. Như vậy chia 26 thì cái này còn lại 3. Đúng không? Cái này chia 26 thì còn lại là gì? 4. Đó, chỗ này thầy giảng kỹ một chút này. Cái này 2 mũ 10 với 2 mũ 8 thầy chia đi thì còn lại là 2 mũ 2. Thế còn 78 phần 104 thầy rút gọn cho 26 thì còn là 3 phần 4. Và đến đây thầy rút gọn tiếp, kết quả sẽ bằng 3. Rồi, rất nhiều bạn làm đúng. Lê Thanh Thúy, Tinh Vân, Nguyễn Giang, Hoàng Bảo, Hà Phương Cầm, Lê Hữu Toán, Hải Hải Lê. Rồi, con này hôm nay cuối quá. Không hiểu là có vấn đề gì. Tí nữa thầy sẽ, chắc là em mới đòi vào phòng này đấy. 3 mũ 10 nhân 11 cộng 3 mũ 10 nhân 5 chia cho 3 mũ 9 nhân 2 mũ 4. Bây giờ chúng ta sẽ đưa 3 mũ 10 ra ngoài. Nhân với 11 cộng 5. Còn ở đây là 3 mũ 9 nhân với 2 mũ 4. Chúng ta thấy là 11 cộng 5, cái này là 3 mũ 10 nhân 16. 2 mũ 4 này thầy cũng để là 16, hai này gạch. 3 mũ 10 chia cho 3 này thì còn lại 3 mũ 1. Vậy kết quả sẽ bằng 3. Hai ý đều bằng 3, đúng không nào? Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với bài 5. Bài 5 nhá. Bài số 5. Bài 5 bây giờ chúng ta rút gọn cái biểu thức này. Thầy có này, S bằng 1 cộng 2 cộng 2 mũ 2 cộng 2 mũ 3 cộng chấm 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 cộng 2 mũ n. Bây giờ thầy sẽ rút gọn cái biểu thức này cho chúng ta. Chúng ta thấy này, cái số hạng đằng trước với số hạng đằng sau là gấp lên 2 lần. Như vậy nếu như thầy nhân 2 vào đây, thầy sẽ biến cái số này thành cái số này. Thầy nhân 2 vào đây, thầy sẽ biến cái số này thành số này. Thầy nhân 2 và 2 mũ 2 thì sẽ biến 2 mũ 2 thành 2 mũ 3. Như vậy thầy nghĩ đến việc là xét 2 nhân S. 2 nhân S này sẽ bằng 2 nhân 1 là 2. 2 nhân với 2 là 2 mũ 2. 2 nhân với 2 mũ 2 sẽ bằng là 2 mũ 3. Cộng 2 mũ 4 cộng chấm chấm cộng 2 mũ N cộng 1. Đúng chưa nào? Thế bây giờ chúng ta quan sát hai anh này nó giống nhau này. Thực ra mục tiêu nhân lên là để chúng ta thấy nó có sự giống nhau giữa nhau, giống nhau này. Đúng không? Giống nhau. Thế thì chúng ta sẽ lấy 2 nhân S trừ đi S. Đây là một bài khó đấy. Một bài tương đối khó đối với những bạn mới học về lý thừa. Những bạn nào mới học về lý thừa thì đây là một bài tương đối là khó. Bây giờ thầy sẽ lấy hai cái biểu thức này thầy trừ cho nhau này. 2 cộng 2 mũ 2 cộng 2 mũ 3 cộng chấm 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 cộng 2 mũ n cộng 2 mũ n cộng 1. Bây giờ thầy trừ đi. Lấy cả cái cụm dưới này thầy trừ đi cụm trên là 1 cộng 2 cộng 2 mũ 2 cộng 2 mũ 3 cộng chấm 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 cộng 2 mũ n. Đúng chưa? Thế bây giờ chúng ta sẽ thấy này, tất cả những cái phần này nó giống nhau này. Chúng ta sẽ trừ đi nó sẽ hết. Và cuối cùng nó chỉ còn lại này. Anh này nó cũng có này. Đấy, nó chỉ còn lại là 2 mũ n cộng 1 và cái 1 này thôi. Vậy kết quả sẽ là 2 mũ n cộng 1 trừ đi 1. Và trên này chúng ta có 2 nhân s trừ đi s. Như vậy cuối cùng s sẽ bằng 2 mũ n cộng 1 trừ đi 1. Thì liên quan đến cái ô một cái rất là thú vị là liên quan đến đây này, bạn Trường Hải đúng rồi. Chào bạn Hồng Minh, con của mẹ Bùi Thúy Hợi. Ok, thầy nhớ bạn cho Hồng Minh rồi. Ơi, bây giờ chúng ta thầy sẽ kể một cái câu chuyện liên quan đến cái biểu thức này. Đó là ngày xưa có một cái người, người ta nghĩ ra cờ vua và cái ông vua đấy rất là thích cái cờ đấy. Ông mới quyết định ban thưởng cho cái nhà bác học này, nhà toán học này. Thì nhà toán học mới yêu cầu một cái yêu cầu cực kỳ đơn giản là thưa bệ hạ là trên cái bàn cờ vua đấy là có bao nhiêu ô
trên bàn cờ vua ấy là nó có là đây là trên bàn cờ vua là có 8 nhân 8 ô. Nên là bây giờ con chỉ xin bệ hạ là một cái việc như sau. Đó là đặt vào cái ô thứ nhất một viên à một cái hạt thóc. Sau đó đặt vào ô thứ hai là hai hạt thóc. Đặt vào ô thứ ba là bốn hạt thóc và tương tự đặt ô thứ tư là 8, đặt ô thứ năm là 16 và cứ thế gấp đôi lên. Thế thì ai biết là ô cuối cùng sẽ là hai mũ bao nhiêu? Ô cuối cùng sẽ là hai mũ 63 viên, à 63 hạt thóc. Đấy, cái biểu thức như này, nhà vua mới bảo ui dễ ợt, gì giới vương quốc của ta đầy thóc. Thế mới sai một cái cận thần đi tính toán thóc để có thể giao cho cái nhà toán học này. Thì khi mà cận thần mới tính một cái mới 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 tính là tính ra thì mới 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 báo lên nhà vua là thưa bệ hạ là không thể nào đủ thóc để có thể chia được cho cái nhà toán học này, bởi vì số lượng thóc cực kỳ lớn, số lượng thóc đấy sẽ bằng với cái việc là có thể trải đều ra khắp cái trái đất và có chiều dày là 9 mm, tức là gần 1 cm chúng ta giải khắp thóc đấy, và tính ra là phải bằng là thầy không nhớ là mấy trăm triệu năm cả thế giới này làm thì mới ra được chừng đó. Thế thì nhà vua mới bắt đầu mới cũng rất là thông minh. Nhà vua bảo là chả nhẽ bây giờ mình đã trước bàn dân thiên hạ mình đã nói rằng là mình sẽ cho cái đồng chí kia là thóc rồi mà bây giờ lại không cho thì mất mặt quá. Thế nhà vua mới yêu cầu là nhà vua mới nghĩ ra một cái như này. Yêu cầu là được, bây giờ ta sẽ cho nhà ngươi lấy thóc nhưng với một điều kiện là ngươi phải vào trong kho ngươi đếm đúng số hạt thóc mà ngươi muốn. Đếm thừa một hạt hoặc thiếu một hạt là ta sẽ chặt đầu. Wow, thế là cái tất nhiên rồi, nhà toán học cũng đủ biết là mình không thể làm được cái việc đấy. Nhà toán học cũng sẽ đủ đủ biết là sẽ không thể đếm được cái việc đấy, bởi vì là đây nhá, đếm nhá, 1 2 3 4 5 vân vân đến 100 là cứ mỗi số mất 1 giây đi. Sau đó đến 101, 102, 103, càng về sau đếm nó mất rất nhiều thời gian và hình như thầy cũng không nhớ nhưng mà hình như phải sống mấy cuộc đời thì mới đếm được hết cái số này. Đấy là một câu chuyện rất là vui. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với ý B. Các con chú ý B này cũng khá là đơn giản các con ạ. Chúng ta chỉ việc nhân gì thôi. Chúng ta chỉ việc là cái S này chúng ta sẽ nhân với A lên. 1 S này, chúng ta thấy này. 1 cộng A bình phương cộng chấm 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 cộng A mũ N. Thì đây là cái dạng tổng quát thôi, đúng không? Vậy bây giờ thầy xét A nhân S. Nào, A nhân S nhé, thầy viết nhỏ nhỏ, viết như này để cho chúng ta nhìn cho dễ. Rồi, đúng không? A nhân vào, A nhân với 1 bằng A. A nhân với A là bằng A bình phương, thầy nói hơi nhiều nên là đau họng rồi. A nhân với A bình phương thành A mũ 3, chấm chấm chấm, cứ như vậy. Bây giờ thầy sẽ nhân này. Cái đằng trước A mũ N này nó là A mũ N trừ 1 nhân với A thì nó sẽ thành A mũ N. Còn A nhân với A mũ N nó sẽ thành A mũ N cộng 1. Rồi, thế bây giờ thầy sẽ trừ đi nhá. A nhân với S trừ đi S. Cái này nó sẽ bằng là A trừ 1 nhân với S. Và rồi, bây giờ chúng ta sẽ có gì đây? Chúng ta sẽ lấy hai cái biểu thức này chúng ta trừ cho nhau. Rồi. A mũ n cộng 1. Bây giờ thầy sẽ trừ đi cái này là 1 cộng a bình phương cộng chấm 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 cộng a mũ n. Nào trừ đi nào. A này với a này sẽ hết đúng không? A bình phương với a bình phương hết, a mũ 3 vân vân cứ như thế đến đây đều hết. Và cuối cùng chúng ta chỉ còn anh này là a mũ n cộng 1 đem trừ đi 1. Đó, đến đây chúng ta có biểu thức này. Dĩ nhiên là lúc này chúng ta sẽ chia cho a trừ 1 chúng ta sẽ được s. Và tất nhiên ở trong cái bài toán này người ta phải cho a khác 1 thì chúng ta mới chia được. Còn nếu a bằng 1 thì không chia được. Nếu a bằng 1 thì thay vào đây chúng ta sẽ tính luôn được s chính là bằng n. Rồi, như vậy là chúng ta đã giải quyết xong cái phần này. Bây giờ chúng ta đến với cái phần là chữ số tận cùng. Thầy sẽ giảng qua một chút. Chữ số tận cùng thì trước hết các con chú ý
Tích các số lẻ là một số lẻ, cái này chúng ta biết rồi. Tích của một số lẻ có tận cùng là 5, với bất kỳ một số lẻ nào cũng có tận cùng là 5. Cái này hồi tiểu học chúng ta học rồi. Tích của một số chẵn với một số tự nhiên bất kỳ thì cũng là một số chẵn, chúng ta cũng học hồi tiểu học rồi. Và bây giờ chúng ta có một cái điều đặc biệt như sau, thầy sẽ nhắc nhở chúng ta cái quan trọng như này. Chúng ta có một số những cái chú ý, một số tận cùng là 0, mũ lên n luôn luôn có tận cùng là 0. Một số tận cùng là 1, mũ n lên nó cũng luôn luôn tận cùng là 1. Tất nhiên ở đây mình phải xét n lớn hơn 0. Một số tận cùng là 5, mũ n lên nó sẽ tận cùng luôn luôn là 5. Và một anh tận cùng là 6, mũ n lên nó cũng sẽ tận cùng là 6. Đây là bốn cái chữ số tận cùng rất là quan trọng. Tất cả những cái khác chúng ta sẽ quy về những cái đầu mối này. Thế bây giờ chúng ta có một cái nữa như sau. Đấy, thì bây giờ thầy sẽ làm luôn cái bài toán là tìm chữ số tận cùng của 3 mũ 2013 nhá. Đây, ví dụ tìm chữ số tận cùng của 3 mũ 2013. Bây giờ thầy sẽ giải bằng cách tiểu học trước. Rồi, các bạn nào buồn ngủ thì đi ngủ, không sao cả, thầy không bắt buộc bạn nào phải học cả. Bạn nào cảm thấy có thể hiểu được bài và thích học thì chúng ta ở lại chúng ta học nhá. Thầy Hiếu luôn vui vẻ dành thời gian học cùng các bạn. Hy vọng là trong số 800 bạn tham gia này có khoảng một nửa số bạn cảm thấy thu được một cái gì đó sau mỗi buổi học với thầy Hiếu. Như thế là thầy cũng vui rồi. Còn không thì cũng không sao cả. Vạn sự tùy duyên, tức là tùy duyên chúng ta gặp nhau và chúng ta học cùng nhau. Còn lại để mà có hiệu quả thì phụ thuộc vào rất nhiều. Thứ nhất là phụ thuộc vào bài vở của thầy, thứ hai là cách giảng thầy, thứ ba là phụ thuộc một cái yếu tố rất là quan trọng là sự nỗ lực của chính bản thân các con học sinh. Không ai học thay được các con cả, đúng không? Có một điều chắc chắn, một điều là thế. Không ai có thể thay được bản thân các con làm những cái việc như thế này cả, mà phải tự giác mình học. Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ thấy là 3 mũ 2013 tận cùng là như thế nào. Thì thầy giải bằng cách tiểu học. Cách tiểu học chúng ta sẽ viết thành là 3 nhân 3 nhân này, nhân 3. Đó, 2013 chữ số 3. Sau đó chúng ta thấy này, chúng ta có là cách 1, chúng ta thấy quy luật này, 3 này, 3 x 3 lại là 9 này, xong là 9 x 3 là 7, 27, 7 x 3 21, đấy, xong đó lại là 3, 9, 7, 1, cứ 4 số một nhóm. Sau đó chúng ta lấy 2013 đem chia cho 4 thì chúng ta được dư 1, nên là nó sẽ tận cùng là 3. Đấy, là cách tiểu học. Hoặc là cách 2 của tiểu học là sẽ làm bằng cách là 3 x 3 x 3 x 3. Sau đó nhân 3 nhân 3 nhân 3 nhân 3 nhân cứ 4 số 3 ghép lại. Tại sao lại nghĩ đến việc 4 số 3 ghép lại? Bây giờ thầy sẽ giải thích. 4 số 3 này ghép lại thì nó sẽ tận cùng là 1. 4 anh này ghép lại nó cũng tận cùng là 1. Và cứ như thế được sẽ một đống tất cả anh tận cùng là 1 nhân với nhau nó vẫn là tận cùng là 1. Rồi cuối cùng nhân với cái 3 này nó sẽ tận cùng là gì? Là 3. Đó. Cái cách đấy là hồi tiểu học chúng ta làm, đúng không? Rồi. Đó là cách hồi tiểu học chúng ta làm. Thế bây giờ lên cấp 2 rồi, lên lớp 6 rồi thì chúng ta làm cách lớp 6 nha. Là thầy có 3 mũ 2013. Bây giờ thầy cũng dựa vào cái cách tiểu học này. Đây là mấy? 4. Đúng không? Như vậy thầy sẽ viết thành là 3 mũ 4. Mũ 4 mũ lên bao nhiêu nhỉ? 3 mũ 2013 chia 4. Nào, lấy 2013 chia 4 là bằng 503. Rồi thầy cộng với 1. Đúng không? Bây giờ thầy sẽ giải thích cho chỗ này. Đây, chúng ta còn mấy phút nữa chúng ta học thêm cái đoạn này xong buổi sau thầy sẽ chữa nốt những cái bài khó khó này sau này nhá. Đấy, còn bây giờ chúng ta này. Chúng ta nhìn này. À, anh này. Đây. Bây giờ thầy sẽ áp dụng rất nhiều những cái lý thuyết liên quan đến lũy thừa này. Thầy sẽ tách cái này thành là 3 mũ 4 nhân với 503 rồi nhân với 3. Đây. A mũ m cộng n sẽ bằng là A mũ m nhân với A mũ n. Chúng ta hiểu ở đây chính là 3 mũ 1. Đây, này chính là 3 mũ 1 nhưng mà thầy không viết mũ 1. Đây. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số thì chúng ta cộng cái số mũ lại. Chỗ này các con hiểu không? Rồi, bây giờ nha, tiếp theo, cái anh này thầy viết thành là 3 mũ 4 mũ 503.
Đó, nhân với 3. Từ đây xuống đây là cách viết lũy thừa của một lũy thừa. Ok, có hiểu không? Từ đây đến đấy. Từ đây xuống đây chính là lũy thừa của một lũy thừa. Có hiểu không nhỉ? Từ đây xuống đây là lũy thừa một lũy thừa. Vậy bây giờ chúng ta nhìn này, 3 mũ 4 là bằng 81, mũ 5 linh 3 nhân với 3. Và rất hay là anh 81 mũ 3, 81 mũ 5 linh 3 này luôn luôn tận cùng là 1 nhân với 3 thì chúng ta sẽ được một anh tận cùng là 3. Xong. Rồi, xong nhá. Như vậy là thầy đã làm xong cái bài là 3 mũ 2013. Bây giờ thầy sẽ thử làm cái bài là 2 mũ 2014. Đây là câu A, câu B. 2 mũ 2014. Bây giờ chúng ta sẽ phải nháp ra ngoài. Nháp ra ngoài là mình sẽ nháp thử này. 2 mũ 1 là bằng 2. 2 mũ 2 là bằng 4. 2 mũ 3 là bằng 8. 2 mũ 4 bằng 16. Wow, đây rồi. Cái tận cùng là 6 này rất quan trọng, bởi vì sau khi mà tận cùng là 6, mũ lên bao nhiêu nó vẫn tận cùng là 6. Nên là thầy sẽ đưa về cái mũ 6 đó. Thế thì để làm được cái việc đấy, thầy sẽ viết thành 2 mũ 4. Nào. Mục tiêu là xuất hiện 2 mũ 4. Như vậy bây giờ thầy phải lấy xem là anh này được bao nhiêu lần. 2014 chia 4 là được 503 rồi cộng với mấy? Cộng với 2. Rồi, có hiểu không? Cái này chúng ta viết lại này. Đây là dấu cộng. Đúng không? Đây là dấu cộng. Vậy đây chính là kết quả của phép nhân hai lũy thừa cùng cơ số. Vậy thầy sẽ viết thành 5 2 mũ 4 nhân 503 rồi nhân với 2 mũ 2. Đó. Ui, bạn siêu siêu bảo là hiểu hết và đúng hết nãy giờ. Ok tốt. Cái này sẽ bằng 2 mũ 4 nhân với 503. Còn 2 mũ 2 thầy viết thành 4. Bây giờ chúng ta sẽ viết cái này thành lũy thừa của một lũy thừa. Đấy, thầy giảng rất là kỹ. 2 mũ 4 sẽ là 16 mũ 503 rồi nhân với 4. Và yên tâm, cái 16 mũ lên bao nhiêu nó vẫn tận cùng là 6 nhân với 4 và cuối cùng nó sẽ tận cùng là 4. Rồi xong nhá. Ở đây dấu chấm là dấu nhân đấy. Bây giờ bạn thầy bắt đầu quen viết dấu chấm rồi. Rồi xong, bây giờ thầy sẽ đố các bạn một cái bài toán khác, chúng ta tự làm cho thầy. Sau đó thầy sẽ chữa các bạn tìm chữ số tận cùng. Tìm chữ số tận cùng của 7 mũ 2021. Nào, chúng ta tìm cho thầy chữ số tận cùng của 7 mũ 2021. Câu B, chúng ta tìm cho thầy chữ số tận cùng của 4 mũ 2023. Và ý C, tìm cho thầy, cái này khó nhá, tìm cho thầy chữ số tận cùng của 3 mũ 4 mũ 5 mũ 6. Wow, lũy thừa tăng này. 3 mũ lên 4, mũ lên 5, mũ lên 6, tức là mình phải tính 5 mũ 6 trước. Được bao nhiêu mình tính cái 4 mũ đấy, sau được bao nhiêu mình tính 3 mũ đấy. Bài này khó đấy. Nào. Chúng ta suy nghĩ, còn mấy phút nữa chúng ta suy nghĩ thế nào. Nào, bây giờ chỉ số lượng bạn tham gia học đã giảm sút rất nhiều vì chắc là ấy rồi. Chắc là có một số bạn thấy khó quá nghỉ mất rồi. Ok, không sao cả. Nào. Đây rồi, bạn Chi Mai đã ra xong cả 3 ý. Ý C kiểm tra lại con nhá. Bạn Hồng Minh cũng ra cả 3 ý. Rồi, Mạnh Cường, cháu Cường, cháu của thầy Hiếu đấy. Rồi, bạn nào mà chưa học gì liên quan đến lũy thừa thì chắc chắn là không hiểu được. Thầy đã nhắc là chúng ta phải ôn chưa, phải xem trước đi. Rồi, rất nhiều bạn ra câu A. Ok, câu A khen các bạn đều làm đúng. Chúng ta sẽ thấy là 7
nhân 7 mũ 1 là mũ 7, 7 mũ 2 tận cùng là 9, 7 mũ 3 tận cùng là 3, 7 mũ 4 tận cùng là 1. Như vậy cái này sẽ viết thành 7 mũ 4. 2020 chia 4 là được 505 rồi cộng với 1. Đó, chúng ta phải học thuộc, phải nắm chắc cái lý thuyết liên quan đến lũy thừa nhá. Cái này thầy sẽ viết thành 7 mũ 4 nhân 505 rồi nhân với 7. Và lúc này thầy sẽ viết thành 7 mũ 4 tất cả mũ 505 rồi nhân với 7. 7 mũ 4 này sẽ tận cùng là 1. 1 mũ 505 vẫn tận cùng là 1 và nhân với 7 nó sẽ tận cùng là 7. Ok, rất nhiều bạn làm đúng, rất tốt. Câu B. Câu B thì dễ hơn, đúng không? Chúng ta thấy là 4 mũ 2 là tận cùng là 16. À là bằng 16 nên thầy viết cái này thành 4 mũ 2 nhân với 1011 rồi cộng 1. Và cái này thầy sẽ viết thành 4 mũ 2 nhân 1011 nhân với 4. Và cái này thầy sẽ thành 16 mũ 1011 nhân 4. Và cái này nó sẽ tận cùng là 6. Đem nhân với 4 nó sẽ tận cùng là 4. Đó. Bài số 3. Bài số 3 thực ra thầy dọa các bạn thôi. Chứ còn bài số 3 này thực ra rất là dễ. Thầy dọa chúng ta là chính. Đây chúng ta nhìn nhá. 3 mũ 4 mũ 5 mũ 6. Thực ra chúng ta chỉ cần nhận xét này. Cái 4 mũ 5 mũ 6 này này, bao giờ nó cũng chia hết cho 4. Chia hết cho 4. Đúng không? Nó chia hết cho 4. Nên chúng ta sẽ thấy là 4 mũ 5 mũ 6 này có dạng là 4 nhân với k. Trong đó k là một số tự nhiên. Được chưa? Đó. Thế bây giờ thầy sẽ viết là 3 mũ 4 mũ 5 mũ 6. Khó quá đúng không? Các bạn bảo khó quá. Tất nhiên rồi, nếu mà chưa học gì lũy thừa thì gặp bài này chắc chắn là khó rồi. Bây giờ chúng ta thấy này, 3 mũ 4 mũ 5 mũ 6 thì toàn bộ cái trên này là đặt bằng 4 mũ k, 4 nhân k nên cái này sẽ là 3 mũ 4 nhân k. Và chúng ta sẽ viết thành là 3 mũ 4 tất cả mũ k. 3 mũ 4 là bằng 81, 81 mũ k, chúng ta sẽ có cái này tận cùng là 1. Xong. Rồi ok. Hôm nay thầy chỉ yêu cầu chúng ta nhớ phần học hiểu phần 1 thôi, còn cái phần 2 này thì buổi sau thầy sẽ dạy lại. Buổi sau thầy sẽ dạy kỹ hơn cái phần 2 này nhá. Đấy. Rồi xong rồi. Phần C này rất là khó. Ok, bây giờ bạn nào mà hiểu bài thì comment là con hiểu bài. Bạn nào không hiểu bài comment con không hiểu. Bạn nào mà cảm thấy hôm nay thu được một cái kiến thức gì đó thì đừng quên comment cảm ơn thầy và chúc tất cả các bạn ngủ ngon nhá. Còn bây giờ, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.